Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình trong series video của mình. Thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mà các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Mình làm chi tiết tô màu nhé bạn. Anh công cầm hết ấy lên được, cầm hết tất cả lên được. Tuy cái này là đó nó tải được mấy mày anh vừa mới đi thở. Sao nó không muốn chín video gì? Thiếu một video. Mẹ mới quay kiểu gì đây? Thiếu một video. Video rồi. Đâu mà thằng này kìa mà. Đi xe, tao đi lên kia, mình thôi. Bùng mình cái gì? Bà sao nhưng mà không đây. Dây. Rồi. Đâu? Kê đâu? Anh kê để ta xóa đi. Tí nữa chị mày đi cắt à? Mày cắt luôn đi. Đi luôn rồi chứ. Thì đi. Sao tao còn đi hóng xem bọn kia như nào nữa. Chứ mình em mất thì tao đau lắm rồi đấy. Lắm chuyện rồi còn đi hóng. Xong tí xong lại quay lại chúng ta. Thì mày không quay lại tao đi về đấy, tao bảo chưa. Cái gì? Mẹ không 6 giờ mà không qua đây tao đi về. 6 giờ quay về chứ xe không biết đến nơi rồi đi ra ở đâu. Đây tao nhắn cho mày. Nhắn mẹ nhắn bước ra không phải nhắn mới về bạn đi ra đi tí tao có chửi ăn lo tao phiền. Mấy cái chuyện đi. Áo gì đây? Bác sĩ y. Ngu đình đành. Biết điều rồi. Đây gọi là bác sĩ á. Nó có cái khám rồi. Cái chữ này không à? Cô biết chịu áo đây, nhìn áo đây. Cắm tay đi. Vậy bằng tay dài là không được. Thằng ngu. Cắm bằng tay đi. Chịu. Mà để làm gì? Để làm gì dài? À mà đấy, thằng ngu, có cái này hay hơn nè. Trời. Bảo đổi tiền thôi ta cắt tóc luôn thằng ngu. Bắn cho anh kết 300 rồi. Ừ. Rồi, đi. 304 mới đúng chứ. 300 mẹ nạ. À đâu mày khách cả mẹ bị mẹ. Ok. Đúng à. Rồi, đây nè. Cái gì? Rồi. Còn 300 303. Phải bắn mẹ cho anh kết đi. Bước đây chịu đây không lấy tiền mặt đâu mày đào. Chứ có mình cắt cổ đéo đi. À, tí mình... ra đó bảo nó tí ra chuyện. Mày chuyển mày ra đi. Mày chuyển mày ra đi giờ ra đời. Chắc gì anh kia đâm mà. Mà rồi. Bà nè bà nghĩa ra cắt tóc rồi. Thằng kia ngu lần đầm. Bà nghĩa gì. Thật có lợi ngu này. Trực kêu đã biết mọi hoài. Bảo nào. Xong tao nói rồi. Đấy mày lướt tiếp đi. Vừa giờ mới rep mà. Chị cứ ra đi. Đúng không? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong series video của mình. Thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn.
và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy, nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mà các bạn theo dõi quá trình mình tạo ra video. Dạ kia được thi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tôi mỏi em ạ. Nhưng nhau sao thằng kia chạy mẹ mất thì thôi xong. Giờ còn đang làm sao còn hỏi nó được, không thì cũng mất người. Vào quay tiếp mẹ. À mà thôi, đang dở. Đang cho hỏi, vậy là cho nó dở thì hơi ối dậu. Cái thằng Hương bảo anh là thằng nào? Rồi. Mày bảo anh kia rồi em? Rồi, bảo nghĩ cho đấy. Bảo là cái gì nữa? Mày bảo là... Thằng nào? Mày bảo từ trước rồi em. Thì mẹ bảo trước đó gì nữa? À, rồi. Mẹ... Tất tưởng là mày bảo trước. Bảo trước thì mẹ vẫn... Mẹ bảo trước đấy, tao bảo thế rồi chứ. Xem cái của tờ tiền này xem nào. À đây, 2 năm đi nghĩa vụ quân sự bỏ mất ba con vợ. Bỏ mất mấy con vợ hả? Cái nghiêu đéo rồi bỏ mình đau. Mà thật không có không? À mà thật không có không? Chả không có cái hình. Nào, cái mét của mày. Mét ta đầy gái nhưng mà nó đã yêu đéo đâu mà. Đi tận gái nhưng mà không yêu. Giờ hôm nay cho nó chạy đi mất thì thôi xong. Cái cam con này đâu đấy? Lâu quá chị ạ. Dạ ra mình nhảy đi rồi còn đợi. Từ này đợi ra cắt vào. Mà không thôi là nhảy ra đấy luôn. Sao tí nữa quay lại đây. À đúng rồi, ra xong về bay sau kìa được. Tôi mở.